nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Những ngày này, cấp ủy chính quyền các cấp ở tỉnh Hưng Yên, nơi có dự án đi qua, cùng các sở ngành liên quan đang tập trung mọi nguồn lực, nhân lực cho công tác giải phóng mặt bằng. Không kể ngày đêm, thậm chí ngay cả ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, công tác chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ có đất nông nghiệp phải thu hồi để giải phóng mặt bằng cho đường vành đai 4 tại các địa phương nơi có dự án đi qua đang được tập trung cao độ. Để đảm bảo các mục tiêu đề ra, để trong suốt những ngày vừa rồi chúng tôi là thứ Bảy, Chủ nhật là chúng tôi tập trung cao. Và đến nay thì đã chi trả được trên 72 tỷ cho một số hộ dân và phấn đấu cho nên từ nay đến khoảng 25 tháng 6 thì chúng tôi cơ bản hoàn thành cái việc chi trả cái tiền bồi thường cái diện tích đất nông nghiệp. Ngoài tập trung giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất nông nghiệp, thời gian qua, người dân cùng một số cơ sở thôn thuộc các huyện Văn Giang, Văn Lâm đã chủ động quy hoạch di chuyển được 753 trên 5.091 ngôi mộ. Đầu tiên là chúng tôi nghe thấy nhà nước nói là vào vành đai 4 thì họ hàng con cháu họp bàn rồi nè, thôi thì mang ông đi chứ kể cả sống thì gia đình sửa. Liệu cách sau chúng tôi nhất trí, không có cái gì là cái bản ngại cả. Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện đã tiến hành thực hiện chia làm 5 tổ để phụ trách các xã, thị trấn để đồng loạt ra quân tuyên truyền, kiểm kê, phổ biến chế độ chính sách để vận động nhân dân. Thì đến nay là về mặt chủ trương thì nhân dân rất là đồng tình ủng hộ với cái chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện đường vành đai 4. Dự án đường vành đai 4 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có chiều dài 19,3 km đi qua 4 huyện là Văn Giang, Khói Châu, Yên Mỹ và Văn Lâm. Tổng diện tích đất thu hồi trên 230 ha. Đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được gần 76 ha, đạt gần 33% diện tích, chi trả tiền bồi thường hỗ trợ được 237 tỷ đồng. Dự kiến đến ngày 25 tháng 6, giải phóng mặt bằng trên 90 ha đạt khoảng 40% diện tích và đến ngày 30 tháng 6, giải phóng mặt bằng gần 162 ha đạt trên 70% diện tích. Sau khi bàn giao phần diện tích đất nông nghiệp để khởi công dự án, tỉnh Hưng Yên tiếp tục tập trung giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất ở và đất dành cho doanh nghiệp.